Gai sau 14 ngày và anh quay lại để thực hiện cắt chỉ có rất là nhiều anh em khách hàng trên Gai đang có dự định là đi thu nhỏ vòng 1 và thắc mắc là không biết trong quá trình cắt chỉ thì nó như thế nào, anh có thể chia sẻ với mọi người được không? Cảm xúc của mình ngay lập tức vừa trải nghiệm xong. Không, thật ra thì sau ngày phẫu thuật thì anh đợi tới cái ngày cắt chỉ rất là nhiều. Dạ, mong đợi. Đúng rồi, xem nó như thế nào, nhưng mà cắt chỉ thì khá là thoải mái, không đau. Dạ. Trời ơi, mình đã dám đi đại phẫu và mình lại mở vòng một của mình thì cắt chỉ nó cũng chỉ là một cái thủ thuật nhỏ thôi Đúng để rồi. bóc tách ra cái phần khâu lại để cho vết thương của mình nó lành, đúng không? Và hoàn toàn là không đau, cũng như là trong suốt quá trình. Bây giờ lỡ nói về vấn đề đau rồi thì mình chia sẻ thêm chút xíu nữa, thì cái bữa anh đi thu nhỏ vòng một về anh có đau không? Không em, Không đau luôn. từ ngày thu nhỏ với vòng một cho tới hiện tại là anh không bị đau. Dạ, mà thay thế bằng cái từ gì anh có thể chia sẻ được không? Sướng đúng Đúng không? rồi, cảm giác thoải mái, nhẹ người, Dạ, nó thoải mái, mặc đồ tự tin hơn nhiều. dạ ngày xưa vòng một của anh to, em thấy to đó. Nếu mà nói với vòng một của nữ thì chắc cái này cũng gần 300 mấy cc đó. Dạ, mọi người có thể thấy vòng một trước của anh nè, mọi người, vòng một trước của anh thì rất là to ha, mà mọi người thấy là nó rất là to, to nguyên cái phanh vùng rất là to. Và đối với vòng một này thì đối với một trên gai nó là một cái giống như là một chướng ngại vật đối với mình, đúng không anh? Đúng rồi. Ngày xưa mà khi mà sở hữu vòng một như thế này thì anh có gặp những cái vấn đề nào anh có thể chia sẻ với những anh em trên vai đang xem livestream của mình không? Nó làm cho mình thiếu tự tin em, khi mà mặc đồ đồ ra ngoài á, nó cảm thấy nhất là mùa hè thì nó nóng nực, và khi mà mình lịch lễ thì nó rất là khó chịu, cho nên là quyết định đi phẫu thuật thu tuyến vòng một. Sau khi phẫu thuật thì chung là tương đối cảm thấy thoải mái, đến hiện tại cắt chỉ rồi thì cảm thấy nhẹ hơn rất là nhiều. Giống như mới là hôm qua đúng không ạ? Đúng mới rồi. vừa mới vừa qua nhưng mà cảm giác là sướng, tại vì em hầu như là thấy anh yêu trên gai nào tới ngày 14, sau ngày 14 ngày mình đã cắt chỉ ấy, thì người ta cũng mong đợi là cho nó lành vết thương mau mau để mình diện quần áo, mình có thể mặc được những bộ đồ manly này, rồi những cái bộ đồ mà mình thấy năng động, và bên cạnh đó tự tin mặc áo ba lỗ, áo thun, đúng không? Đúng Áo thun, rồi. nhất là áo thun ba lỗ mà khoét, nhất là cái mùa hè này là nam các anh em trên gai là chỉ thích là mặc áo thun ba lỗ để thể hiện cái sự nam tính của mình thôi. Ngày hôm nay thì anh không có dặn bạn gái anh đi chung hả? Chị đi công tác rồi em, cho nên không Dạ, theo được. hôm nay đi cũng mình buồn. Không nhưng mà sao. dạ nhưng mà anh có để ý không, thấy là cái đường các chị hôm nay rất là đẹp ha, ở cái đường dưới chân ngực của mình một cái đường rạch nè, hôm nay sau 14 ngày các chị mọi người thấy là nó lành, sắp lành rồi đó mọi người, và cái đường rất là mảnh luôn đó. Đường khá là đẹp. Dạ, đường mai rất là đẹp nha mọi người. Tại vì khi mà bác sĩ phải đặt một cái đường dài như thế này nè, cũng tùy theo cái vị trí cái tuyến của mình, tại vì khách hàng mà càng có cái vòng một càng to á, thì bác sẽ phải đặt một cái đường dài như vậy để bóc hết được cái mô tuyến và mỡ. Tại vì mô tuyến nhiều quá thì phải đặt một đường dài để bóc hết cái mô tuyến này ra để giúp cho ngực của mình nó phẳng nhất và manly nhất luôn. Dạ. Sau khi mà anh thực hiện xong thì bây giờ anh có lời nào chia sẻ với các anh em trên ga không? Những cái anh em mà đang lo lắng cũng như là đang ấp ủ mà chưa có dự định làm á anh. Thật ra là anh nghĩ tâm lý chung của mọi người đó là khi mà đi phẫu thuật á thì sẽ lựa chọn những trung tâm uy tín, vì sợ trong quá trình chăm sóc đồ á, đường ổ nó sẽ không được tốt, dịch vụ không được tốt. Nhưng anh thấy Bangkok dịch vụ khá là ok, từ chăm sóc vết thương cho tới tư vấn hoặc là cho tới hỗ trợ hậu phẫu sau này, anh thấy khá là ok. Ngày xưa anh tìm tìm trung tâm tóc của bên em lâu không, hay là anh tìm trên cộng đồng của anh em trên gai ạ? Anh tìm, anh vô tình một ngày anh lướt Facebook anh thấy, rồi anh có theo dõi tìm hiểu chắc khoảng 2 tháng thì anh quyết định lựa chọn Bangkok. Mình cũng kỹ tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì mình tìm 2 tháng đủ 60 ngày, mỗi ngày là phải xem live stream nè, rồi phải xem những lời feedback của khách hàng trên Bangkok nè. Và ngày hôm nay với cái sự hài lòng này của anh thì anh có lời nào nhắn nhủ thêm với những anh em mà thật sự là tất cả mọi người ai cũng sợ đau khi mà làm một cái đại phẫu nào đó chưa á, thì anh đã trải qua rồi và cảm giác không đau, thì anh gửi tới mọi người một cái lời nào đó để tạo động lực cho mọi người nha. Đơn giản thì anh chỉ muốn là mọi người hãy chung là tự tin mà đến với Bangkok để mà phẫu thuật, vì nó không hề đau và nó rất là nhẹ nhàng. Sau hậu phẫu thì nó rất là ok.
Rồi, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh rất là nhiều luôn. Và mong rằng là anh em trên đây là của chúng ta đang xem livestream này thì anh có thể tự tin là chính mình ha. Và khi mà thực hiện phẫu thuật thì chúng ta sẽ được thực hiện tại bệnh viện lớn nha mọi người. Tại bệnh viện lớn và được cấp phép của Bộ Y tế nè. Bên cạnh đó, tại bệnh viện thì có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay. Cùng với đội ngũ bác sĩ được đi học và đào tạo 100% ở Bangkok nè. Và công nghệ bên em thì độc quyền là từ Bangkok luôn, độc quyền 100% từ Bangkok, Thái Lan. Vì vậy mà khách hàng nào của chúng ta đang có nhu cầu chuyển giới nè, thay đổi ngoại hình của mình thì mọi người cứ tự tin như những gì anh khách hàng đang chia sẻ với chúng ta nha. Hoàn toàn là không có đau cũng như không có chịu gì đâu. Mà bên cạnh đó thì chế độ và dịch vụ thì sẽ luôn luôn khắt khe khách hàng 24/24, nên là mọi người đừng có lo lắng nha. Và bây giờ thì để cho anh khách hàng của mình ra về thì mình xin hết tạm biệt livestream tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở số 377 đường Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và mong là với thêm vào một video này thì anh sẽ nam tính hơn và tự tin là chính mình anh nhé. Cảm ơn. Dạ, em chào anh. Chào em.